Hello, xin chào, mình là Kiều Diễm và các bạn đang theo dõi S Channel. Và hôm nay mà cái một cái trò chơi game mới mà mình muốn cho các bạn không phải là game kinh dị nữa, bởi vì là thôi mình không thể nào mà chơi game kinh dị được thì bởi vì nó quá gớm. Rồi bây giờ thì mình sẽ chơi một cái trò chơi mới, đó là nó hơi trí tuệ một chút, và cái tựa game đó là Shadowmatic. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô game luôn nhé. Đây chính là giao diện chính của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào nút play. Cái này thì mình cũng chưa có chơi cho nên là giờ bắt đầu chơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với level 1. Rồi, dấu chấm hỏi. Rồi, bấm vô nha. À, có một cái khối gì đó, không biết là cái gì hết. Cái này là đang hướng đây, đây chắc là đang hướng dẫn. À, thì nói chúng ta là việc chúng ta sẽ dùng những cái ngón tay như thế này để có thể là di chuyển đây, đúng rồi. À, di chuyển nó đây. À, rồi. Nào, bây giờ chúng ta sử dụng hai cái tay để có thể là xoay gì đó. Ờ, rồi, bây giờ sử dụng hai ngón. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Và chúng ta sẽ làm cho nó là giống hình con thỏ. Rồi, vậy là cái trò chơi này có nghĩa là các bạn có một cái khối như thế này. Các bạn cứ xoay đủ kiểu rồi, nói chung là nhào nặng rồi xoay các kiểu gì đó. Mà miễn sao mà cái bóng trên đây là nó hình con thỏ là chúng ta chắc là sẽ qua màn, chắc là vậy. Bây giờ mình sẽ xoay. Thật sự là nhìn nó dễ vậy mà không có dễ đâu nha mấy bạn. Thấy là xoay nãy giờ là chưa ra hình con thỏ đấy. Xin mấy bạn ngược nha. Rồi, các bạn thấy thì đây là chính là cái bóng của con thỏ đây. Và khi mà các bạn mà biết được là đúng hay không thì ở dưới đây nó sẽ có những cái nấc như thế này, là nếu mà nó sáng lên hết như thế này là có nghĩa là các bạn đã qua màn rồi đó. Score 1000 điểm. Rồi, excellent. Good, good, good. Tiếp. Rồi, xong. Giờ tiếp nhé. Rồi, đây là một dấu chấm hỏi nữa. Rồi, vô. Rồi, bây giờ chúng ta vẫn xoay thôi, bây giờ nó sẽ không hướng dẫn nữa. Chứ là cứ xoay ra cái hình gì đó, bạn cứ xoay khi nào mà thấy khi nào mà những cái nút này sáng lên là biết mình đúng rồi đó. Rồi, nó chỉ mới có một sao thôi, có nghĩa là nó gần đúng hình vậy, nhưng mà chắc là nó sai sai cái gì đó xíu. Rồi, đúng rồi, đó, trời ơi, hay quá. 39 giây có thể có được cái hình này. Nói chung là mình cũng thuộc vậy rồi đó. Rồi, bây giờ tiếp nha. Trời, cái gì vậy? Rồi, đúng rồi, 8 giây, thấy từ đỉnh chưa, ghê chưa, đấy, hình con cá. Rồi, tiếp. Đố mà các ông phá vỡ được kỷ lục của tôi đấy, 8 giây đấy. Ê, sắp đúng rồi, nó sáng sáng nè. À, là cái người hình như là cái người đang đá, cái đang đá chân. Phải đứng hướng gì không ta? Rồi, đúng rồi, ôi, nãy tới 1 phút 21 giây, kẹt là tuyệt. Rồi, bây giờ thì đó, như các bạn thấy thì nói chung là trò này cũng khá thú vị. Nói chung là được cái là các bạn mình sẽ không biết trước là mình sẽ xếp ra hình gì, nhưng là các bạn sẽ cứ xếp luôn càng nhanh càng tốt. Đó, và cái này chắc chắn là sẽ còn nhiều nữa đấy. Các bạn như bạn thấy thì nó rất là dài như này, đây là nếu mà các bạn thích thì mau tải về nhá. Và bạn nào phá vỡ được cái lục con cá cái này của tôi thì 8 giây thì nhớ chụp hình lại rồi comment dưới video nha. Đừng quên like, share và subscribe cho channel. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.